Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ca Long. Mình là Cloudy đây. Kỳ nghỉ hè của mọi người thế nào rồi? Mình thì đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, làm mới bản thân cũng như lên kế hoạch cho những dự định trong tương lai. Một năm học cũ đã qua đi và năm học mới đang đến rất gần rồi. Thời điểm này là vô cùng thích hợp để các bạn chuẩn bị bài đấy. Nhìn tiêu đề thì chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được nội dung video ngày hôm nay rồi đúng không? Trải qua 12 năm đèn sách, mình nhận ra rằng môn văn là môn học nặng nề nhất, mặc dù mình yêu thích nó. Trong video lần này, với chút ít kinh nghiệm của bản thân, mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để soạn bài hiệu quả và bớt nhàm chán nhé. Mọi khi hay dùng sổ nên là hôm nay mình sẽ cho em binder nhà Ca Long lên sóng. Đây là binder còng nhựa cỡ A4. Phần còng tháo ra rất dễ dàng, màu nhựa trong suốt nên nhìn xinh xắn và rất là tinh tế. Ưu điểm khi dùng binder để soạn văn là các bạn không cần soạn bài theo thứ tự. Bài nào dễ thì soạn trước, khó thì soạn sau. Chúng mình chuẩn bị bài ra giấy review rồi kẹp vào binder theo thứ tự mong muốn là xong. Giấy review của Ca Long cũng rất dày dặn nên là khi viết mọi người an tâm nhé. Ok, bây giờ thì di chuyển tới vấn đề chính. Giữa vô vàn các tác phẩm văn học thì Chí Phèo sẽ là văn bản mình cùng soạn với mọi người hôm nay. Đầu tiên thì chúng mình sẽ cần viết tiêu đề trước. Mình gợi ý cách viết này siêu đơn giản, mọi người áp dụng với các bài khác cũng được nữa nhé. Vở soạn thì không cần quá cầu kỳ đâu. Trước khi đi vào đọc văn bản thì mình sẽ cần tìm hiểu về tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác. Về phần tác giả, thứ nhất, các bạn sẽ cần nắm chắc năm sinh và năm mất nếu có, tính cách và hoàn cảnh sống. Thứ hai là quan điểm sáng tác và chủ đề thường viết. Điều này sẽ cho bạn biết cách nhìn nhận của tác giả với những vấn đề được đề cập trong tác phẩm và hiểu được thông điệp sâu sắc mà tác giả muốn truyền tải. Thứ ba là phong cách nghệ thuật. Đây là điểm khiến tác phẩm trở nên nổi bật, làm nên dấu ấn của nhà văn, nhà thơ. Cuối cùng, chúng mình sẽ cần tìm hiểu về vị trí của tác giả trong nền văn học. Trở lại với Trích Đặng Chí Phèo, tác giả Nam Cao sinh năm 1917 và mất năm 1951, là người con của một gia đình nghèo. Có lẽ đây cũng là một phần lý do làm nên một cốt cách nhân hậu, chan chứa tình yêu thương. Ở Nam Cao có hai quan điểm nghệ thuật, đó là nghệ thuật vị nhân sinh và sống đã rồi hãy viết. Trước cách mạng, tác giả tập trung vào hai đề tài chính là người trí thức nghèo và người nông dân nghèo. Sau cách mạng, ông đã có sự thay đổi nhiều trong cách xây dựng nhân vật. Về phong cách nghệ thuật, có 4 điểm làm nên dấu ấn của Nam Cao. Ông luôn đi sâu khám phá nội tâm nhân vật, thường viết về những thứ nhỏ nhặt nhưng mang triết lý sâu sắc, giọng văn đa dạng, linh hoạt và ngôn ngữ giản dị, sống động. Ai cũng phải thừa nhận rằng Nam Cao chính là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỷ 20. Đối với phần tác phẩm, khi tìm hiểu chúng mình sẽ cần nhớ năm sáng tác, hoàn cảnh sáng tác, thể loại và chủ đề. Chí Phèo là truyện ngắn được Nam Cao chắp bút năm 1941, viết về số phận người nông dân nghèo bị áp bức, chà đạp đến cùng cực. Cơ bản thì sương sương chúng mình đã xong phần tìm hiểu chung. Bước tiếp theo, các bạn sẽ cần đọc văn bản. Trong lúc đọc, mình cũng sẽ gạch chân những chỗ có biện pháp nghệ thuật hoặc những chi tiết mà mình nghĩ là quan trọng. Sau đó, mình ghi ra vở soạn các biện pháp nghệ thuật và chi tiết đó, highlight biện pháp được tác giả sử dụng nhiều nhất hoặc chi tiết xuyên suốt. Đọc xong văn bản thì chúng ta sẽ đi tìm bố cục nhé. Tác phẩm Chí Phèo được chia làm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến cả làng Vũ Đại không ai biết là hình ảnh Chí Phèo xuất hiện cùng tiếng chửi. Phần 2 là từ đoạn nối tiếp đến không bảo người nhà đun nước mau lên là giai đoạn khi Chí Phèo mất hết nhân tính. Phần còn lại sẽ là sự thức tỉnh, ý thức về bi kịch cuộc đời của Chí Phèo. Công đoạn tiếp theo khi soạn bài đó chính là trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Mình sẽ đọc trước một lượt các câu hỏi và gạch chân các từ khóa quan trọng để tránh việc trả lời bị lan man mọi người nhé. Khi trả lời câu hỏi, mình sẽ cần định hình xem là câu hỏi đó xoáy về nội dung hay là nghệ thuật. Ví dụ như câu hỏi số 3 yêu cầu phân tích diễn biến tâm trạng của Chí Phèo thì mình sẽ cần đào sâu về nội dung tác phẩm để hiểu nhân vật. Còn như ở câu 5, dựa trên hai từ khóa là ngôn ngữ và đặc sắc, có nghĩa là câu hỏi này cần các bạn khai thác về nghệ thuật của ngòi bút Nam Cao. Các câu hỏi còn lại mọi người làm tương tự nhé. Lưu ý là hãy cố gắng trả lời ngắn gọn, sử dụng gạch đục dòng để trang vở vừa thoáng mắt mà các bạn cũng có thể dễ nhìn được các ý.
Phần nội dung câu trả lời là cảm nhận cá nhân của mỗi người, vậy nên mình sẽ không nêu cụ thể mà chỉ chia sẻ vài mẹo như vừa rồi để giúp các bạn trả lời đúng trọng tâm. Mọi người thử áp dụng xem sao nha. Sau khi đã tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác cũng như trả lời các câu hỏi, chúng mình gần như đã thấm nhuần được tác phẩm rồi đấy. Bước tiếp theo trong khâu soạn bài chính là phần nêu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Bước này sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan về tác phẩm và là một bước vô cùng quan trọng vì các bạn sẽ áp dụng để viết kết bài. Về giá trị nội dung, truyện ngắn Chí Phèo đã khắc họa bức tranh thực trạng nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng 8, khi một bộ phận những người nông dân hiền lành, lương thiện bị tha hóa. Không chỉ có vậy, tác phẩm cũng như một lời kết án đanh thép xã hội tàn ác đã chà đạp, tàn phá con người. Song đồng thời ngòi bút Nam Cao cũng hết lòng trân trọng và khẳng định bản chất lương thiện của con người mãi còn đó, ngay cả khi bị vùi dập, mất hết cả nhân hình lẫn nhân tính. Về giá trị nghệ thuật, tác phẩm đã thể hiện tài năng truyện ngắn bậc thầy của Nam Cao, xây dựng nhân vật điển hình bất hủ, nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tự nhiên mà vẫn nhất quán chặt chẽ và ngôn ngữ trần thuật đặc sắc. Bước cuối cùng khi soạn bài của mình đó chính là tìm thêm những câu lý luận văn học cũng như nhận định về tác phẩm hoặc tác giả. Khi thêm những yếu tố này vào bài nghị luận văn học, bài viết sẽ có chiều sâu và được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên mọi người cũng đừng lạm dụng quá nhiều nhé. Lý luận văn học hay nhận định thì chúng mình có thể đặt ở mở bài, kết bài hoặc khi dẫn vào một luận điểm nào đó ở trong bài văn. Vậy là video hôm nay đã đi đến hồi kết rồi. Mong rằng với những chia sẻ của mình, mọi người có thể áp dụng và soạn bài hiệu quả. Đừng quên cho mình xin một like, share và nếu chưa subscribe kênh thì hãy làm luôn để ủng hộ mình và Ca Long nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.